Xin chào các bạn, lại tôi Cao Trung Hiếu đây. Hôm nay tôi về thành phố Vũng Tàu để làm cho nhà hàng Cơm Niêu Ra Tập Bàn. Đây là cái quán thứ ba của Cơm Niêu Ra Tập Bàn mà tôi làm tại thành phố Vũng Tàu. Đây là nằm trên đường Võ Thị Sáu, 225 Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu nhé. Đây là đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu. Rồi, quán Cơm Niêu Râu Tập Tàng 2 ha, nằm tại 225 Võ Thị Sáu. Không gian rất là rộng, không gian bên trong rất là rộng rãi. Rồi, tôi sẽ tiến vào cái không gian bên trong của quán. Đây tôi lắp toàn bộ cho quán luôn ha. Không gian rất là rộng rãi luôn. Quán vài ngày nữa là sẽ khai trương, cho nên là phần mềm sẽ được lắp đặt trước. Hôm nay thì tôi lắp đặt là một cái bộ gồm là một cái máy in build, bốn cái máy in ở dưới nhà bếp và cái ngăn kéo đựng tiền. Vậy thì tôi đang thiết lập đây. Đây là những cái thùng đựng máy in build ha. Đựng máy in build, cái cách đựng tiền kia nha, cách đựng tiền, cái thùng đựng cách đựng tiền và tôi lắp đặt đây. Đang giai đoạn lắp đặt ha. Ngăn kéo đựng tiền, máy tính, máy in build. Nhân viên của quán sau này sẽ dùng order và điện thoại và tự động báo bếp. Thì ở đây thì cái mô hình thì tôi thiết lập bốn cái máy in báo bếp, nên bốn cái máy in báo bếp nha các bạn. Có nghĩa là mỗi một khu sẽ phụ trách mỗi cái món khác nhau. Thì khi mà in chế biến á, in báo bếp á, thì phần mềm sẽ tự động phân bổ cho đúng vào bếp. Ở đây là cái máy in số 1 này, cái máy in số 2 này, cái máy thứ ba. Rồi cái máy thứ tư thì sẽ đặt ở khu này. Đây là cái máy in thứ tư ha. Quán Cơm Niêu Ra Tập Tàng thành phố Vũng Tàu thì sử dụng cái giải pháp phần mềm Digishop từ năm 2016 cho đến nay. Và đây là quán thứ ba mà tôi lắp đặt cái hệ thống này. Rồi nếu các bạn đến Vũng Tàu cần thưởng thức món ăn ngon, một không gian rộng rãi, thì hãy đến với Cơm Niêu Ra Tập Tàng ở thành phố Vũng Tàu. Và tôi, Cao Trung Hiếu, người sáng lập và điều hành Digishop. Nếu bạn có nhu cầu lắp đặt phần mềm cho quán ăn, nhà hàng, quán cà phê và quán bia, karaoke, cửa hàng, shop, thì hãy liên hệ với tôi qua số hotline 0906 799 838. Chúc các bạn kinh doanh ngày càng thành công và hiệu quả. Chào các bạn.